3 bài tập giãn cơ giảm gù lưng ngay tại nhà sẽ được mình hướng dẫn ngay sau đây. Xin chào các bạn, mình là Tiffany. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn 3 bài tập giãn cơ giúp chúng ta mở vai và điều này sẽ cực kỳ tốt để giảm gù lưng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nhé để xem thêm những video rất hấp dẫn mà mình đã làm về những chủ đề như là làm đẹp, dinh dưỡng hay là giảm cân. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu tập thôi. Cơ ngực của chúng ta khi mà bị co siết thì sẽ trụ như thế này, kéo theo phần vai khum về phía trước và điều này sẽ vô tình tác động lên trên lưng khiến lưng của bạn bị gù và cổ rụt như thế này. Và những bài giãn cơ giúp mở vai sẽ có tác động cực kỳ tốt để bớt gù lưng. Và động tác giãn cơ đầu tiên mà mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay bây giờ sẽ giúp chúng ta mở khớp vai và giãn toàn bộ phần cơ kéo từ bắp tay đến xuống cổ tay. Các bạn khi mà tập thể thao hay là hoạt động thông thường thì chúng ta thường quên những phần cơ như thế này khiến cho vai của chúng ta bị khum. Các bạn hãy thử nhé, động tác này cực kỳ hiệu quả. Bây giờ mình sẽ làm thử nhé. Các bạn sẽ phải đứng toàn bộ người song song với tường. Sau đó các bạn giơ tay ra sang ngang và ép lại vào trong tường. Các bạn hãy giữ nguyên tư thế này trong 20 giây để cơ bắp chúng ta được giãn ra. Bây giờ chúng ta sẽ làm với bên ngược lại nhé. Động tác tiếp theo thì cũng giúp chúng ta mở cơ vai nhưng mà đồng thời sẽ giãn toàn bộ phần bắp tay cũng như là phần xương cánh đằng phía sau. Động tác này thì các bạn sẽ không cần phải lo lắng là lưng của chúng ta có thẳng hay không bởi vì các bạn sẽ đứng áp sát vào tường. Đầu tiên là chúng ta sẽ đứng thẳng gót chân, mông và cổ của các bạn. Sau đó chúng ta giơ hai tay hình chữ V như thế này. Sau đó là các bạn sẽ di chuyển hai khuỷu tay xuống sao cho tay vuông góc. Và sau đó chúng ta lại tiếp tục di chuyển tay ngược lên. Trong suốt quá trình làm thì tay của các bạn không được rời khỏi bức tường đâu. Với động tác này thì các bạn sẽ làm trong 20 giây. Các bạn giữ hít thở bình thường nhé. Các bạn sẽ cảm thấy hơi căng tức một chút nhưng mà như vậy là cơ bắp của chúng ta đang được giãn ra hoàn toàn. Các bạn chú ý là trong suốt quá trình làm thì chúng ta sẽ không nhấc vai lên về đằng trước như này nhé. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ áp sát vai và cánh tay vào tường. Hạ vai xuống. Siết bụng. Và với động tác này thì chúng ta sẽ giãn toàn bộ phần cơ ngực lớn này, phần cơ ngực bé và phần cơ ở phía đằng sau xương cánh cũng như là bả vai. Các bạn biết không, động tác này ngoài việc giãn cơ giảm gù lưng làm thon bắp tay thì cái phần mỡ dưới nách của chúng ta cũng sẽ được giảm đi rất nhiều. Và động tác cuối cùng này là động tác mình tâm đắc và mình cảm thấy hiệu quả nhất. Ngoài việc tác dụng làm giảm gù lưng bớt ụ vai thì còn giúp cho chúng ta săn chắc phần cơ nách cũng như là phần da ở dưới nách. Tuy nhiên là với những bạn nào mới tập giãn cơ thì có thể các bạn sẽ thấy làm động tác này đau quá, làm xong một ngày hôm sau không giơ tay lên được. Nhưng chỉ sau vài lần thôi khi cơ bắp chúng ta được giãn ra linh hoạt hơn thì các bạn sẽ cảm thấy cơ thể chúng ta thay đổi từng ngày. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đứng song song với tường, gần một sải tay, hai chân bằng vai. Các bạn chú ý là trong quá trình làm thì chân của chúng ta giữ nguyên và không nhấc lên khỏi mặt sàn. Các bạn đứng trụ bằng cả hai chân, bằng cả các bàn chân. Trong cả quá trình làm thì chúng ta giữ thẳng chân, không được khựu gối hay là kiễng gót lên như thế này các bạn nhé. Và khi làm động tác này thì các bạn chú ý rằng chúng ta sẽ siết bụng vào nhá, siết chứ không phải là hóp đâu, các bạn vẫn hít thở bình thường. Chúng ta siết bụng để làm gì? Để cho cột sống của chúng ta được giữ thẳng. Với động tác này thì chúng ta sẽ di chuyển tay lên xuống 20 giây mỗi hiệp và nếu có thể các bạn hãy làm 3 hiệp. Ngoài những video hướng dẫn tập luyện như là chủ đề giãn cơ ngày hôm nay thì mình cũng làm rất nhiều những nội dung khác như là làm đẹp này, thời trang hay là dinh dưỡng. Các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để xem thêm nhé. Giãn cơ là một trong những cách mà mình thấy hiệu quả nhất giúp chúng ta cân chỉnh được những vấn đề trên cơ thể. Ngoài ra nó còn đem lại cho chúng ta một sức khỏe cũng như giấc ngủ tốt. Là phụ nữ, nếu chúng ta có một giấc ngủ tốt thì làn da của chúng ta cũng trở nên đẹp hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những nội dung tiếp theo nhé. Tạm biệt.